Ngon. Nó dai hơn thịt gà mà nó lại chắc hơn thịt ếch, ngọt hơn thịt ếch. Ngon đấy. Nhân dông nó cũng ngon, cái đuôi nữa anh này. Đuôi à? Dạ, cái đuôi rất ngon. Anh ăn, anh cầm nguyên cái như thế này luôn, ăn luôn. Cầm nguyên cái này ăn đấy à? Anh chấm vô. Ui dồi, đuôi nó nhiều thịt hơn nhiều, đúng không? Dạ. À, dài, ngon ha. Ngon. Nó ngon ở cái da nữa nhỉ? Dạ, da nó giòn giòn. À, thường á, dông mình để nguyên da ăn nó ngon hơn. Ừ. Chính vì vậy là cái da nó giòn hơn đúng không? Đây mỡ dông nó vàng đây đây à? Đây là mỡ đây à? Dạ. À, quý vị bao nhìn đây. Chất ngon của dông là nó nằm ở cái màu vàng. Mùi lá cóc nó thơm thơm, chua chua. Nó không giống như kiểu lá xấu hay là mùi nó rất đặc trưng nhỉ? Yeah. À, bây giờ sang thưởng thức món này. Yeah. Dông, gói dông gói lá na. Cũng chấm mắm. Yeah. Không chấm mắm đâu, anh bỏ vô chén. Ăn luôn. Yeah. Không ăn với lá na. Không ăn với lá na. Chỉ lấy phần thịt thôi, bởi vì nó rất là thơm. À, ra thế, ra thế. Rồi. Lá na chứng tỏ là chỉ để gói thôi, để nướng ở ngoài cho nó đỡ rơi ra thôi. Rồi. Cái này thơm hơn nhiều. Thơm hơn bởi vì là nó có hành này, có tiêu này, có lá na bọc ở ngoài này. Thú vị, thú vị. Và bây giờ ta thưởng thức món canh này đi, Bảo Ngọc. Dạ anh ơi, cái này á, là dưa hồng á, là tạo cho mình cái vị mát anh à. Mát? Dạ, giải nhiệt. Nhất nhiệt là đàn, các ông xã mà say say thì mình sau khi là uống rượu xong. Dưa hồng, dông nấu dưa hồng như thế này thì nhất định sẽ giải rượu. Thế dùng con cho người ốm có được không? Dạ được anh à, cái này là rất là bổ dưỡng, làm cho người ốm mau hồi phục sức khỏe là. Thế là đây, thắng nắng ốm đây, đi đường xa vất vả đây. Dạ. Bây giờ phải ăn một bát canh này để hồi phục sức khỏe. Dạ. Và bây giờ xin phép quý vị Quang Thắng thưởng thức món canh này nhá. Lạ nhỉ, bây giờ nó lại ngọt. Dạ, lúc nãy Quang Thắng ăn sống ấy, nó chát với cả nó nhạt lắm. Bây giờ lại ngọt. Đó mới là cái độc đáo của dưa hồng đó anh. Tức là ngon quá mà Thắng không nói nên lời. Và thứ hai nữa là đúng thật như chủ quán đã giới thiệu với chúng ta là sau khi mà chúng ta đi vất vả mệt nhọc qua nắng qua gió mà đến đồi cát ta tham quan thì bây giờ ta húp bát canh này ta quên hết mệt mỏi, như Quang Thắng đây quên hết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi trao kỷ niệm chương cho món tam dông, đó là dông nướng cả con, dông nướng lá na và dông nấu dưa hồng tại số 123 đường Chế Lan Viên, khu phố 5, Mũi Né, thành phố Phan Thiết, quán Thỏ Ngọc. Tặng chị. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn chương trình. Dạ. Và chúng tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình, cảm ơn nhãn hàng Sơn Expo của công ty Foren đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Một lần nữa, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.